Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hộp thư truyền hình kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau: giải quyết kiến nghị của các hộ dân về giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 10; vi phạm trật tự xây dựng đất nông nghiệp tại xã An Đồng, huyện An Dương; xung quanh kiến nghị của gia đình ông Đặng Sĩ Quân, phường Đằng Hải, quận Hải An về kiến nghị tách thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Chín ở xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy; hướng dẫn sử dụng hộp thư tiếp nhận thông tin từ khán giả chương trình hộp thư truyền hình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn qua huyện Vĩnh Bảo đang chậm tiến độ do còn nhiều khó khăn vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu là do mốc chỉ giới thu hồi đền bù chưa nhận được sự đồng thuận của người dân, thậm chí một số kiến nghị vượt quá thẩm quyền của huyện Vĩnh Bảo. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn qua huyện Vĩnh Bảo có tổng chiều dài gần 14 km, chạy qua 9 xã và thị trấn, với 1.144 hộ phải bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Trong quá trình triển khai, đa số người dân sống hai bên quốc lộ đều đồng tình và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, vẫn còn 133 hộ ở 5 xã Vĩnh An, Giang Biên, Hưng Nhân, An Hòa, Vinh Quang chưa nhận tiền đền bù. Các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đều đưa ra một số yêu cầu cụ thể như được bồi thường hỗ trợ đến mét đường hoặc cách mét đường hiện trạng 3 mét, được tính giá bồi thường hỗ trợ đất cao hơn mức giá cụ thể mà thành phố đã có quyết định, được hỗ trợ nhân khẩu và ngừng kinh doanh đối với hộ không được bồi thường về đất. Đối với hộ có nguồn gốc đất là đất nông nghiệp, hiện trạng có vật kiến trúc, đề nghị được bồi thường là đất ở. Huyện Vĩnh Bảo đã khẳng định thực hiện đúng đủ mọi cơ chế chính sách đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho từng hộ theo quy định của pháp luật. Tôi nắm bắt được cái nỗi lên chính. Một là cái chỉ giới giải phóng mặt bằng năm 2000 của dự án nâng cấp quốc lộ 10 năm 2000 ấy, đã đền bù bồi thường chỉ giới đấy. Sau khi xem xét các cái giá đất ở đấy thì cho rằng cái giá đất này thấp so với hiện nay. Thì chúng tôi cũng nói là cái này là thành phố phê duyệt. Số hộ dân tất nhiên không nhiều, nhưng một số hộ dân trong số đó rất muốn biết về cái hồ sơ kiểm đếm phương án bồi thường, quyết định thu hồi đất và giấy nhận tiền của cái bồi thường năm 99-2000. Thì khi đó là Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án, Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt quyết định, có cái quyết định ra quyết định thu hồi đất theo từng xã, và Ban Quản lý các dự án giao thông công chính Hải Phòng là đơn vị trực tiếp chi trả tiền cho các hộ dân. Huyện sẽ cũng chỉ cùng với lại Ban Quản lý dự án với Hội đồng bồi thường khi đó để tham gia kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất thôi. Thế do vậy cái này mà bảo huyện công khai về phương án với từng hộ dân là mình cũng không đủ thẩm quyền để làm được. Với quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo đề nghị thành phố chỉ đạo sở ngành chức năng thành lập tổ công tác giải quyết kiến nghị của các hộ về diện tích chỉ giới giải phóng mặt bằng năm 2000, công khai phương án quyết định thu hồi đất năm 2000, giấy nhận tiền bồi thường đất còn thiếu năm 2000, cử cán bộ chuyên môn về giải phóng mặt bằng phối hợp với huyện và tổ công tác vận động giải thích với các hộ dân, bảo đảm sự đồng thuận để người dân sớm bàn giao mặt bằng và sự chặt chẽ trong hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng nhận được đơn phản ánh của một số hộ dân thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương về việc thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã An Đồng đã tổ chức lực lượng phá dỡ công trình xây dựng của hộ ông Lê Văn Hùng, khiến gia đình ông gặp nhiều khó khăn về chỗ ở. Trước nội dung đơn phản ánh, phóng viên chuyên mục đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Đồng. Theo đó, ngày 26 tháng 2 năm 2017, anh Lê Văn Hùng đã tự ý xây dựng nhà ở trên phần đất nông nghiệp của gia đình thuộc thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang tiến hành đến phần móng với chiều dài 14 m, chiều rộng 4,6 m trong tổng số 200 m2 đất nông nghiệp. Ủy ban Nhân dân xã đã lập biên bản vi phạm hành chính theo Điều 13, Nghị định 121 năm 2013 của Chính phủ, đồng thời yêu cầu gia đình dừng mọi hoạt động thi công và tự tháo dỡ công trình vi phạm trên diện tích đất nông nghiệp tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng. Toàn bộ diện tích là diện tích đất nông nghiệp, đấy là mang tên của bố anh là bà ông Lê Văn Hoa. Khi mà lập biên bản vi phạm hành chính thì chúng tôi đã ra thông báo rất là nhiều lần đối với gia đình và cũng làm công tác dân vận đối với gia đình, thế nhưng mà gia đình anh Hùng không chấp hành. An Đồng là một xã ven đô. Thực tế, nhiều năm qua, tình trạng các hộ dân tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp có xu hướng gia tăng và phức tạp. Được biết, từ đầu năm tới nay, địa phương tháo dỡ nhiều trường hợp vi phạm, tập trung chủ yếu tại các thôn Vĩnh Khê, Cái Tắc, Trang Quan và An Dương.
Cái địa bàn thì rộng, hay là các cái về quản lý đất đai, chúng tôi thì con người thì ban địa chính chỉ có 2 người thôi, cho nên nó rất khó khăn trong cái vấn đề mà quản lý các đối tượng ở bên các trong nội thành, rồi một số người ở địa phương cũng tự ý chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang cái việc là xây dựng các cái công trình. Vì địa bàn nó rộng cho nên cái việc phát hiện là nhiều lúc là cũng không chưa kịp thời, nhưng mà khi phát hiện chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp. Ngày 25 tháng 1 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố ra công văn số 431 yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện xử lý kịp thời triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, những trường hợp vi phạm buộc tháo dỡ phải kiên quyết cưỡng chế nếu chủ đầu tư không tự nguyện. Như vậy, việc Ủy ban Nhân dân xã An Đồng yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của hộ ông Lê Văn Hùng là đúng quy định. Tuy nhiên, về lâu dài, để bảo đảm trật tự trong xây dựng và tăng cường công tác quản lý đất đai, Ủy ban Nhân dân xã An Đồng và huyện An Dương cần kiểm tra thống kê các trường hợp vi phạm, có biện pháp xử lý dứt điểm. Thưa quý vị và các bạn, đơn của ông Đặng Sĩ Quân, trú tại tổ dân phố số 9, phường Đằng Hải, quận Hải An kiến nghị. Gia đình ông là chủ sử dụng 720m2 đất thuộc bờ mương An Kim Hải. Toàn bộ diện tích đất trên đã được gia đình khai hoang, phục hóa để chăn nuôi, trồng trọt, sinh sống ổn định từ năm 1984 đến nay, không xảy ra tranh chấp và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân phường Đằng Hải. Tuy nhiên, vừa qua, có một số người tự xưng là thương binh đã tự ý cắm rào trên mảnh đất mà gia đình đang sử dụng để trồng hoa màu. Gia đình đã trình báo Ủy ban Nhân dân phường và quận, nhưng đến nay vẫn chưa giải tỏa và tháo bỏ cọc tre, gây khó khăn cho sinh hoạt của gia đình. Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đằng Hải được biết, gia đình ông Đặng Sĩ Quân sử dụng đất trên hành lang mương An Kim Hải từ năm 1984 đến nay. Năm 1984, gia đình ông Quân có dựng lán ở tạm, sau đó ông cơi nới, dựng nhà, canh tác, trồng trọt nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần đất này. Theo bản đồ giải thừa năm 1976, 1985 và năm 1995 đều thể hiện phần đất nhà ông Quân đang sử dụng là đất mở mương, không thể hiện là đất thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Quân. Bên cạnh đó, khu đất này nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án nâng cấp hệ thống cống hộp và đường giao thông. Ủy ban Nhân dân phường đã gửi thông báo tới các hộ đang trồng trọt canh tác trên hành lang mương thu dọn hoa màu, trả lại mặt bằng cho Ủy ban Nhân dân phường quản lý. Việc ông Quân cho rằng gia đình ông có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất trên là không có cơ sở. Việc ông nhận thức rằng là ông cũng nghĩ rằng là Ủy ban Nhân xã Đằng Hải, phường Đằng Hải đã xác nhận cho ông là có khai hoang trên đất mương, là ông tưởng như thế là đất khai hoang. Bởi vì theo luật, đất khai hoang là đất, nếu như khai hoang thì phải được sự đồng ý và cho phép của chính quyền cấp xã, nếu như thời kỳ là xã, và của chính quyền cấp phường, hoặc là được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền thì mới gọi là đất khai hoang, chứ còn đất của ông Quân là đất bờ mương. Về kiến nghị của ông Quân cho rằng có một số người tự xưng là thương binh đến tự ý cắm rào trên mảnh đất gia đình đang sử dụng để trồng hoa màu, Ủy ban Nhân dân phường đã tới hiện trường ngăn chặn sự việc, yêu cầu công an phường lập biên bản. Để giải quyết dứt điểm sự việc, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ cọc tre, chòi lán tạm mà các đối tượng tự xưng là thương binh lấn chiếm. Nhằm chống tình trạng lấn chiếm tiếp diễn, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo đóng cọc sắt, quây tôn toàn bộ khu vực đất trên. Cái mong muốn của gia đình nhà tôi là tôi cứ yêu cầu là tất cả các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền đến đây dỡ bỏ cái hàng rào ra để gia đình như tôi yên ổn sản xuất. Như vậy, việc Ủy ban Nhân dân phường Đằng Hải đóng cọc sắt, quây tôn để bảo vệ khu đất đang được Ủy ban Nhân dân quận tiến hành các thủ tục cho doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Lộc Phát thuê là việc làm đúng đắn nhằm ngăn chặn các đối tượng lạ tới chiếm đất gây mất an ninh trật tự địa phương. Hồ sơ xin tách thửa của gia đình không được giải quyết, cũng không nhận được sự trả lời từ các cấp chính quyền về nguyên nhân không thể thực hiện. Trong khi đó, hồ sơ của gia đình nộp từ năm 2013 đến tận cuối năm 2016 mới được nhận lại bộ hồ sơ này. Đây là nội dung đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Chín, đội 8, thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, gửi đến chương trình hộp thư truyền hình. Đây là thửa đất của gia đình ông Phạm Văn Chữ và bà Nguyễn Thị Chín có diện tích hơn 600m2 thuộc loại đất thổ cư được Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A1623875 mang tên Phạm Văn Chữ năm 2005. Hiện nay do tuổi cao nên ông bà có nguyện vọng tách thửa để trao tặng lại cho ba con trai của ông bà.
Tôi thì nộp cái bộ hồ sơ này từ 2013 là hoàn thiện tại xã Thuận Thiên là đủ 4 đôi vợ chồng, kể cả bố mẹ đến các con. Thủ tục nghĩa là đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Thì nghĩ là chúng tôi cũng nghĩ là đấy là hoàn thiện xong hồ sơ. Khi mà chúng tôi không làm được cái bìa đỏ thì là tôi ra 3 lần tôi hỏi đồng chí Khúc Văn Đoàn thì đồng chí nói là chưa làm được. Thế bảo thế bây giờ tại sao không làm được mà các anh lại kéo dài đến bây giờ là 2016 là chúng tôi bắt đầu mới nên hỏi thì các anh như thế là bảo không làm được. Mà 3 lần tôi xin lại cái hồ sơ thì tôi xin là các anh trả lời bằng công văn để nghị định nào mà các anh không làm được thì các anh không cho chúng tôi biết toàn bộ cái sự việc. Nguyên nhân của sự việc này là do đâu? Ông Khúc Văn Đoàn trước đây là cán bộ địa chính xã, hiện nay đã chuyển sang bộ phận khác cho biết khi nhận được hồ sơ, trong khoảng 2 tuần, xã đã hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ xin tách thửa của gia đình ông Chữ, bà Chín và chuyển lên Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy ngay sau đó, tức là xã đã thực hiện xong trách nhiệm. Trả lời về nguyên nhân thửa đất gia đình ông Chữ và bà Chín không thực hiện tách thửa được, đại diện Ủy ban Nhân dân xã cho biết do gia đình đang có tranh chấp đất đai tại thửa đất số 382, tờ bản đồ số 4 thôn Xuân Úc với ông Phạm Văn Tính là em trai của ông Phạm Văn Chữ. Thửa đất số 382 mà gia đình ông Chữ và bà Chín đang sinh sống trước đây thuộc đồng sở hữu của cụ Phạm Văn Dứa và cụ Đào Thị Nhích là thân sinh của các ông Phạm Văn Chữ và Phạm Văn Tính. Giải quyết mà cái chỗ tách thửa thì chỗ anh đồng chí Đoàn vừa nãy cán bộ địa chính nói rồi, vì bây giờ đang cung cấp quy trình làm đã chuyển sang phòng một cửa rồi, đầy đủ quy trình đầy đủ rồi, nhưng với lý do là hai cái thửa đất có liên quan đến nhau, thế là phòng tài nguyên môi trường đã trả lời rõ vì đã phải giải quyết xong cái việc tình trạng này thì mới thách thức được. Đấy quan điểm đấy vừa nãy qua trao đổi chỗ đồng chí cán bộ địa chính tại thời điểm báo phụ trách nêu ý kiến như vậy. Như vậy, theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thuận Thiên, thì gia đình ông Phạm Văn Chữ và bà Nguyễn Thị Chín cần phải giải quyết xong việc tranh chấp đất đai tại thửa đất số 382 với ông Phạm Văn Tính mới có thể thực hiện được việc tách thửa tại thửa đất của gia đình. Tuy nhiên, việc xã Thuận Thiên và huyện Kiến Thụy giữ hồ sơ của người dân quá lâu, bên cạnh đó theo phản ánh là không có giải thích và trả lời để người dân hiểu rõ sự việc đã gây nên bức xúc trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phát sóng chương trình định kỳ vào lúc 22 giờ 15 phút thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 20 phút ngày thứ ba, chương trình hộp thư truyền hình liên tục đăng tải trên trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Để xem lại chương trình, quý vị khán giả có thể truy cập vào website của đài theo địa chỉ thhb.vn. Từ tháng 4 năm 2017, chúng tôi mở hộp thư tiếp nhận thông tin phản ánh bằng đơn thư, thông tin bằng hình ảnh gửi về của bạn nghe đài và xem truyền hình thông qua hệ thống hộp thư công vụ theo cách sau. Truy cập tại địa chỉ thhb.vn, di chuyển vào mục hộp thư truyền hình bên phải màn hình để mở giao diện hệ thống hộp thư công vụ. Làm theo hướng dẫn trên để gửi nội dung hình ảnh cho chương trình. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình hộp thư truyền hình kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.